Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Thạch Thành. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Công điện số 149 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Thạch Thành. Đảng ủy cơ quan Ủy ban nhân dân huyện tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. 88 dịch vụ y tế được giảm giá từ ngày 15 tháng 7 năm 2018. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi công điện số 149 hồi 15 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Thạch Thành. Nội dung công điện như sau. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Thạch Thành điện: Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn, trưởng các phòng ngành, đoàn thể, cơ quan đóng trên địa bàn huyện, thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, Đài Phát thanh Truyền hình huyện. Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng nay tức ngày 17 tháng 7, sau khi đi vào phía Bắc Biển Đông, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 3 năm 2018, tên quốc tế là Sơn Tinh. Hồi 10 giờ ngày 17 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 117 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 680 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 35 km. Đến 10 giờ ngày 18 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh khoảng 270 km, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Thanh Hóa và đổ bộ vào đất liền trong tối và đêm ngày 18 tháng 7. Đây là cơn bão di chuyển nhanh, cường độ tương đối mạnh. Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 3, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện yêu cầu thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, trưởng các phòng, ngành, đoàn thể, cơ quan đóng trên địa bàn huyện, trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn, giám đốc các nông lâm trường tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung sau. 1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, chủ động di dời các hộ dân đang sinh sống tại các khu vực nguy hiểm ven sông suối, vùng trũng thấp, các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Chỉ đạo thực hiện việc chằng chống nhà cửa, công sở, trường học, hoàn thành trước 21 giờ ngày 17 tháng 7. Phân công cán bộ kiểm tra hướng dẫn, theo dõi, giúp các hộ neo đơn, gia đình khó khăn, chủ động tranh thủ khi bão chưa vào, tổ chức phát quang cây cối trong hành lang lưới điện, sơ tán người già, trẻ em thuộc nhân khẩu của các hộ đang ở nhà tạm đến nơi an toàn. 2. Các xã Thành Minh, Thành Tân, Thành Vân, Thành Trực, Thành Long, Thành Tiến và Thành Mỹ chuẩn bị lực lượng để kiểm soát giao thông tại các khu vực đường giao thông tràn có nguy cơ bị ngập, sạt lở, dừng hoạt động tuyến cầu phao Thành Vinh, Thạch Cẩm. 3. Đối với các xã có đê, triển khai phương án đảm bảo đê điều, đặc biệt đối với các công trình đang thi công, các sự cố đã xảy ra năm 2017. Kiểm tra hệ thống trục tiêu, kênh tiêu, các cống dưới đê thuộc địa bàn của đơn vị quản lý. Chỉ đạo khơi thông dòng chảy, vận hành cống hợp lý đảm bảo tiêu thoát, hạn chế thấp nhất việc ngập úng do mưa lũ gây ra đối với cây trồng. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sông Chu chi nhánh Thạch Thành, các xã có hồ đập, thực hiện ngay việc tập kết vật tư, dự trữ theo phương án phòng chống bão lũ tại các vị trí trọng yếu để sử dụng khi cần thiết. Kiểm tra lượng nước hiện có trong hồ, đặc biệt lưu ý các hồ nhỏ đã hư hỏng xuống cấp. Khi mực nước trong các hồ chứa lớn và các tràn đã hoạt động chỉ được xả nước qua cống tưới khi được sự cho phép của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai của huyện. 4. Điện lực Thạch Thành đảm bảo duy trì, ưu tiên đóng điện phục vụ tất cả các trạm bơm tiêu, hoạt động tiêu úng khi cần thiết, để bảo vệ các trà lúa vụ mùa năm 2018. Phối hợp lực lượng cùng với các xã thị trấn tổ chức kiểm tra và thực hiện phát quang hành lang lưới điện trước khi bão đổ bộ vào, kiểm tra đảm bảo an toàn lưới điện trong và sau bão. 5. Thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cán bộ chỉ đạo được phân công phụ trách chỉ đạo theo quyết định số 819 ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện, bám sát đơn vị được giao phụ trách, nắm chắc tình huống, tham mưu xử lý kịp thời. 6. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị như quân sự, công an huyện,
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Chu chi nhánh Thạch Thành, Công ty cổ phần giao thông công chính, Bệnh viện đa khoa, Trung tâm y tế huyện, chi nhánh thương mại, Trạm thủy văn Viễn thông, thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, thủ trưởng các ban ngành cơ quan đóng trên địa bàn huyện, trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai các xã thị trấn, duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu. 7. Đài truyền thanh truyền hình huyện và đài truyền thanh các xã thị trấn tăng cường thời lượng để thông tin kịp thời về diễn biến của cơn bão số 3 và các biện pháp phòng chống bão mưa lũ. 8. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, báo cáo về văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện. Số điện thoại 02373877017 hoặc 0904339689. Nhận được công điện yêu cầu trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các xã thị trấn, thủ trưởng các cơ quan đơn vị cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện. Ký thay trưởng ban, phó trưởng ban, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Lê Đình Thành đã ký. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Đảng ủy, cơ quan, công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành đã tổ chức lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Văn Trinh, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành và đồng chí Lê Trùng Dương, đảng viên chi bộ Lao động Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thành. Tham dự lễ có các đồng chí ủy viên Ủy ban nhân dân huyện cùng toàn thể các đảng viên cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Ủy ban nhân dân huyện và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân huyện. Tại buổi lễ, thay mặt cho Đảng ủy, cơ quan, công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Bùi Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng của tỉnh ủy Thanh Hóa cho đồng chí Lê Văn Trinh, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và đồng chí Lê Trùng Dương, đảng viên chi bộ Lao động Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thành. Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với những đóng góp của các đồng chí trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao cũng như công tác xây dựng Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Trinh, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện bày tỏ niềm tự hào, vinh dự khi được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và chân thành cảm ơn các đồng chí đồng nghiệp trong Đảng bộ đã luôn sát cánh hỗ trợ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm qua. Đồng thời, hứa quyết tâm sẽ tiếp tục cống hiến hết mình, giữ vững phẩm chất người đảng viên, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng cùng với sự phối hợp của các đồng chí đồng nghiệp xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong những năm tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 năm 2018, Thông tư số 15 của Bộ Y tế ban hành thay thế Thông tư số 37 quy định thống nhất giá khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc có hiệu lực thi hành. Theo đó, 88 dịch vụ y tế được giảm giá, trong đó có giá khám bệnh. Cụ thể, giá khám tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1 giảm còn 33.100 đồng, giá hiện nay là 39.000 đồng. Giá khám bệnh tại bệnh viện hạng 2 còn 29.600 đồng thay vì 35.000 đồng hiện nay. Giá khám tại trạm y tế xã, bệnh viện hạng 4 cũng giảm từ 29.000 đồng còn 23.000 đồng. Trước việc điều chỉnh giá lần này, nhiều người đặt câu hỏi liệu chất lượng khám chữa bệnh có đảm bảo hay không. Ông Lê Văn Khảm, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế, Bộ Y tế cho rằng, người bệnh hoàn toàn yên tâm khi đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh. Đảm bảo chất lượng dịch vụ y tế tuyến cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu của ngành y tế. Chúng ta đã thực hiện rất nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng y tế tuyến huyện, tuyến xã, thông qua các việc đầu tư trang thiết bị, thông qua đào tạo chuyên môn. Thành thử rằng, tiếp cận tuyến y tế cơ sở đối với các dịch vụ khám chữa bệnh đã có những cải thiện rất rõ rệt và người bệnh có thể hoàn toàn yên tâm khi đến các cơ sở này. Trường hợp các cơ sở không đủ khả năng về mặt chuyên môn thì sẽ chuyển tuyến hợp lý và người bệnh vẫn được hưởng quyền lợi đầy đủ. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Thạch Thành trên sóng FM bằng tần 95.8MHz và trên website thachthanhtv.vn. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Đảng bộ huyện Thạch Thành đạt nhiều kết quả sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Thạch Thành đã nỗ lực triển khai, đổi mới phương thức chỉ đạo, thực hiện và đạt nhiều kết quả trong phát triển kinh tế, xã hội. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 đề ra 28 chỉ tiêu, chủ yếu trên các lĩnh vực. Trong đó, tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực,
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đồng thời phát triển nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo sự chuyển biến trong giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng chí Phạm Trọng Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết, để đưa nhanh nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, trong lãnh đạo, huyện đổi mới công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai các mục tiêu, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Huyện chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội xây dựng kế hoạch phổ biến, triển khai đến cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân. Phương pháp lãnh đạo chỉ đạo của địa phương sâu sát hướng về cơ sở. Điểm mới trong cách làm ở Thạch Thành là ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng 3 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá. Trên cơ sở đó, chỉ đạo các ban ngành chức năng căn cứ vào tình hình của địa phương, tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp trên từng lĩnh vực, đề ra lộ trình, xác định thời gian để tổ chức triển khai thực hiện. Đối với chương trình tái cơ cấu nông nghiệp, giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, Ban Thường vụ đã xây dựng chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Trọng tâm là thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững, huy động các nguồn vốn hợp pháp để xây dựng kết cấu hạ tầng, ưu tiên xây dựng các mô hình sản xuất, nâng cao đời sống của nhân dân. Nhằm tạo đột phá trong thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế, xã hội, huyện đã tích cực xúc tiến, thu hút đầu tư các dự án, ưu tiên các dự án ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, gắn với tiêu thụ sản phẩm, nông lâm nghiệp và thủy sản. Các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động. Huyện ủy chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện khai thác thế mạnh trong nông nghiệp bằng cách xây dựng cánh đồng mẫu lớn, phát triển kinh tế trang trại tổng hợp, kinh tế lâm nghiệp, nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nhằm thay đổi cách thức tổ chức sản xuất cho người dân, xây dựng và thực hiện cơ chế hỗ trợ cho tái cơ cấu nông nghiệp và thực hiện có hiệu quả chính sách khuyến khích tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh. Trong 2 năm 2016 đến 2017, huyện đã hỗ trợ nhân dân hơn 9,6 tỷ đồng xây dựng 13 mô hình sản xuất. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, Thành Vinh đã xây dựng chương trình hành động phù hợp với nhiệm vụ phát triển của xã. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, Đảng ủy đã chỉ đạo nhân dân thực hiện nhiều nội dung của nghị quyết, điển hình là chương trình tái cơ cấu nông nghiệp, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thực hiện cánh đồng mẫu lớn, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất. Hiện xã Thành Vinh đã có 120 ha mía thực hiện cánh đồng mẫu lớn cho năng suất cao, 220 ha trồng xả. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 25,5 triệu đồng, tăng 5,1 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Xã đạt 11 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Để nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, huyện Thạch Thành đã có cách làm sáng tạo trong sinh hoạt chi bộ và giao nhiệm vụ cho người đứng đầu. Huyện ủy chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, triển khai thực hiện sổ tu dưỡng rèn luyện đảng viên và sổ nghiệp vụ chi bộ, thống nhất trong toàn đảng bộ. Đặc biệt, hàng năm huyện ủy giao từ 1 đến 3 nhiệm vụ trọng tâm cho người đứng đầu các cơ quan, bí thư đảng ủy các xã thị trấn để thực hiện có hiệu quả. Ngoài ra, huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết theo từng năm để kịp thời phát hiện, chỉ đạo những vấn đề phát sinh. Có thể nhận thấy, việc xây dựng chương trình hành động với những giải pháp cụ thể, sát thực và đang tạo niềm tin, động lực để cán bộ đảng viên nhân dân trong huyện thi đua lao động sản xuất, bước đầu đạt được một số kết quả nhất định. Minh chứng rõ nhất, đến nay, huyện đã có 26 trên 28 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành trên 50% so với nghị quyết đề ra. Trong những kết quả đã đạt được, nổi bật là kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, sản xuất nông nghiệp có nhiều khâu đột phá, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, thu hút được một số doanh nghiệp lớn đầu tư vào địa bàn, huy động vốn cho đầu tư phát triển đạt khá, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được tăng cường, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, văn hóa xã hội chuyển biến tiến bộ, giáo dục mũi nhọn đạt thành tích cao, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống nhân dân được cải thiện. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc của các cấp ủy đảng tiếp tục được đổi mới, khối đại đoàn kết được phát huy. Đây là những kết quả quan trọng tạo tiền đề cho sự phát triển của huyện trong giai đoạn tới. Phấn đấu hoàn thành thắng lợi tất cả các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 đã đề ra, hiện nay Đảng bộ huyện Thạch Thành đang tiếp tục rà soát, đánh giá lại việc thực hiện các chỉ tiêu. Trên cơ sở đó, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, huyện tranh thủ tối đa các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh để đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2018. Thưa quý vị và các bạn,
phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa, là cơ sở giáo dục đào tạo đại học chính quy trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Phân hiệu thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2018 như sau. Chỉ tiêu đại học là 250 sinh viên, vùng tuyển sinh trong phạm vi cả nước. Phương thức tuyển sinh, phương thức 1, xét tuyển theo kết quả học tập trong học bạ lớp 12 hệ trung học phổ thông. Tổng điểm 3 môn của tổ hợp môn xét tuyển cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực không nhỏ hơn 18 điểm. Phương thức 2, xét tuyển theo kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Các ngành tuyển sinh hệ đại học chính quy: 1. Quản lý đất đai, 2. Công nghệ kỹ thuật môi trường, 3. Kỹ thuật trắc địa bản đồ, 4. Kế toán. Tổ hợp môn xét tuyển: tổ hợp 1 toán lý hóa, tổ hợp 2 toán lý tiếng Anh, tổ hợp 3 toán hóa sinh, tổ hợp 4 toán ngữ văn tiếng Anh. Thời gian thu hồ sơ: đối với học bạ đợt 1, từ ngày 6 tháng 6 năm 2018 đến ngày 30 tháng 7 năm 2018. Đối với kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7 năm 2018. Những thuận lợi khi học tại phân hiệu: phân hiệu đóng tại trung tâm thị xã Bỉm Sơn, gần ga tàu, bến xe, cạnh quốc lộ 1A, được thực hành trên máy móc, thiết bị hiện đại, được xét cấp học bổng mỗi kỳ, miễn giảm học phí và hưởng các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước. Ký túc xá rộng rãi, thoáng mát, đầy đủ tiện nghi, được tư vấn giới thiệu việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo. Chi tiết xin liên hệ: phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa, địa chỉ số 4 Trần Phú, Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Số điện thoại liên hệ: 02373-824-175 hoặc 0961-847-550. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Thạch Thành. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.